Chào các bạn, chúng ta tiếp tục đến với loa độ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau test tiếng. Đang test ở trạng thái một loa các bạn nhé. Các bạn vừa test âm thanh nhé. Đây là sản phẩm thật của chúng ta. Đây các bạn nhìn thấy này. Với quan sát đầu tiên thì các bạn thấy nó rất nhỏ và rất mỏng. Với kích thước này thì các bạn hoàn toàn có thể độ cho tất cả các laptop các bạn nhé. Và các bạn cũng biết là Tùng đang test ở trạng thái là một loa. Vậy là hai loa thì chất lượng âm thanh sẽ hay hơn rất nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ đi đo. Đây các bạn này, chỉ khoảng 22 ở cái chiều dài của cái loa. Rộng này, nó chỉ rơi vào khoảng 8 này. Các bạn nhìn thấy chưa? Dày này, rất dày, rất mỏng chứ các bạn. Chỉ rơi vào khoảng 3 này. Đây, nếu mà hai chiếc như này thì âm thanh sẽ hay hơn rất nhiều. Và các bạn có thể nhét bất kể laptop nào nhé. Kể cả đời mới, đời cũ đều ok hết các bạn nhé. No2.vn. Cảm ơn các bạn.